Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay tôi quay cho mọi người xem một buổi thực tế đổ bê tông, đổ móng cốc mọi người nhé. Móng đơn đấy. Này anh cười ghê, đang quảng cáo đá. Đấy, đổ cốc này. Đang trộn bê tông đổ mọi người ạ. Một buổi làm việc đổ những cái hố cốc là móng đơn, móng cốc đấy. Nhà cơ bố đấy. Cái nền đất này, nền đất đồi nên là không làm móng băng, làm móng cốc. Vừa tiết kiệm chi phí, đơn giản. Đây là những cái móng cốc tôi đổ được rồi mọi người. Chỉ còn có mấy cái nữa là xong thôi. Định vị hết các pin và đã đổ xong rồi mọi người. Chỉ còn mấy cái nữa là ok, mai là anh em thợ là bắt đầu tiến hành xây tường, xây móng rồi làm sắt thép và đổ dầm, xây móng để cho nó phẳng rồi làm sắt thép đổ dầm. Đây là những thanh niên chuyên lái xe rùa rồi, hai tay cơ, hai anh trộn là hai anh lái xe rùa. Quay cho mọi người nhìn cái bố trí sắt thép của cái đế cốc này ạ. Thì là tôi đi là đế cốc là rộng khoảng 1m2 mọi người nhá. Sắt đế là sắt 12, phi 12, đan A15 mọi người nhá. Cột là 4 cây phi 6. Cái móng đất đồi cho nên nó đơn giản thôi. Nếu mà như kiểu đất bãi ấy, hay là đất người khác thì người ta có thể là móng băng, có thể là ép cọc cơ mọi người. Nhưng mấy công trình là ép cọc là nhiều, mình lại bây giờ đa số ép cọc. Cái móng cốc, móng đơn này nó chỉ áp dụng cho cái móng đất đồi, móng đơn giản thôi mọi người. Móng nhà cấp 4 đơn giản. Đây. Mọi người nhìn kỹ nhá, đây. Tất cả các chân cột là đều như vậy hết mọi người nhá. Sắt 16 cột. Còn cái sắt đế là phi 12, đan A15 hết mọi người nhá, rộng 1m2 mọi người. Đế là múc rộng, đây là nó múc khả năng rộng đến 1m5 thôi, rộng lắm. Mỗi một cái hố này là mất 2 bao bê tông mọi người. Đấy. Không có đơn giản đâu. Đấy. Đây là một cái hố hoàn thành mọi người. Đấy. Cái kiểu móng đơn móng cốc này là nó rất phù hợp với cái nhà cấp 4 nông thôn, với những cái nền đất đất cứng, nó sỏi đất đồi đấy, như ở cái đồi đấy. Là tất cả những cái mố cột đã đổ hoàn chỉnh hoàn thiện đây. Đấy. Đã căn chỉnh hết tim cốt đàng hoàng rồi mọi người, gần như là tương đối chính xác. Quay cho mọi người tham khảo cái cùng xem cái bố trí móng đơn móng cốc sắt thép rồi đổ bê tông. Cái ngôi nhà này có 14 cái mố cốc mọi người ạ. 14 cái mố để đổ cho còn mấy cái nữa là xong rồi. Để mọi người cùng nhìn những cái khi đổ xong nó như thế nào, và đây dây dỡ tim cốt kiểu là nó gần như tương đối hết rồi mọi người ạ. Sau này mình nó lên móng nó dễ.